Kính thưa quý vị, sau buổi chiều chúng tôi làm việc xong, một buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi quay lại cho quý vị cái nhà yến này chúng tôi sửa xong. Vâng, vừa nãy thì tôi mở âm lên rồi, nhưng mà bây giờ do cái lúc mở âm nó sớm nên là tôi cũng chưa quay video lại. Và bây giờ tôi sẽ video lại, cho quay lại cái video lại cho quý vị xem cái nhà yến chiều nay tôi mới sửa tại thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. Và đây tôi sẽ quay cho quý vị, tôi sẽ tường thuật cho quý vị buổi chiều hôm nay cái căn nhà yến này tôi làm xong đây. Buổi chiều hôm nay chúng tôi làm trong khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ thôi, không có nhiều. Âm của tôi sẽ cắt hết rồi để mỗi cái mà nổ nó nhỏ nhỏ, ba cái nhỏ nhỏ này đến quý vị nhìn âm. Tôi nói điều quý vị đó. Một lát nữa là cái số lượng chim này nó sẽ về, nó sẽ vào và khi chờ quý vị thấy nó chơi chơi dữ dằn không? Ghê gớm lắm. Bật mí với quý vị rằng bên kia có một căn nhà yến nó cũng tương đối nhiều yến. Và nhiệm vụ của tôi là phải lấy được chim con tách đàn sang bên nhà yến này. Vì theo quy luật tự nhiên quý vị ạ, cũng không có cái gì đâu. Theo quy luật tự nhiên thì chắc chắn là trai lớn phải dựng vợ, gái lớn thì phải lấy chồng thôi. Bây giờ nó vào rồi quý vị nhá. Chắc chắn nó sẽ vào cái nhà yến này hết, chứ mà coi tôi quay lại. Thì chim yến là một loài chim thực sự ra là nó là máu láu, nó có tính được trái, nên là cái việc mà yến nhà này sang nhà kia cũng là chuyện bình thường theo nghiệp sinh học, về tránh hiện tượng trùng huyết thôi, không có gì cả, nên cũng không thành vấn đề lắm đâu. Quan trọng là mình làm ở cái môi trường nhà mình nó tốt, cái kỹ thuật nhà mình nó tốt, nó đảm bảo được thì chim ở nhiều hơn thôi. Còn dù thế nào chăng nữa vẫn phải tách đàn mà. Tôi đứng ở đây tôi quay cho nó thoải mái. Mà khoảng chơi ở đây rất là rộng, chim đến rất là rộng. Và tôi làm cho cô chú, tôi cũng là người thợ khoảng thứ ba thứ tư gì đó, tôi không nhớ lắm. Và tôi hy vọng rằng là tôi sẽ là làm cuối cùng làm cho cô chú ngôi nhà yến này. Và bây giờ sắp sửa quý vị được thưởng thức cái màn chim nó vào trong nhà, lối đuôi nhau nó vào trong nhà, và nó sẽ tạo thành một cơn lốc màu da cam. Và sáng trưa nay thì tôi cũng thấy, tôi nói với cô chú rằng là cháu này hôm nay cháu làm cho cô chú bất ngờ, sẽ tạo một cái cơn lốc màu da cam. Đúng là thực sự đây đang là cơn lốc màu da cam thiệt rồi đấy. Bên kia trời kinh khủng lắm, cực kỳ luôn, tôi thật quý vị thích vô cùng này đấy, cực kỳ luôn. Và tôi sẽ cố gắng quay cho quý vị để cái cảnh màn chim đó đi vào trong nhà yến này vào buổi tối, chiều tối hôm nay. Số chim lạ này rất là nhiều nha quý vị nhé. Và chim lạ muốn vào được phải chờ những con chim nhà yến nhà mình nó vào thì con chim lạ nó mới vào. Nó rất khôn đấy, nó vào thun thút rồi đấy, nó khôn cực kỳ luôn. Nó sẽ cuốn theo một chiều gió, nó sẽ cuốn theo một chiều gió để nó vào nhà yến này quý vị nhé. Đấy. Xa xa bên kia là đang bay về kìa. Và nhà hàng xóm thì bắt đầu nóng ruột rồi, hàng xóm nóng ruột rồi, hàng xóm mở to lên rồi. Vâng, hàng xóm mở to âm lên rồi, hàng xóm đang mở to âm lên đấy quý vị. Cái nhà yến bên kia nhiều chim mở to âm rồi, lại khổ hàng xóm thôi, khổ bà con hàng xóm thôi. Về góc độ chúng tôi, đối với những nhà yến mỗi khu trong dân cư này chúng tôi mở nhỏ lắm. Đây quý vị chứng kiến này, quý vị đâu có nghe thấy tiếng âm của chúng tôi đâu, không nghe thấy đâu. Và đây, quý vị không nghe thấy tiếng âm của chúng tôi mở đâu nhé. Yeah. Âm bên kia rọi đấy, không phải âm nhà tôi đâu nhá, âm nhà tôi nhỏ lắm. Đấy, bắt đầu vào đấy. Đây nhìn cái cơn lốc này, ôi trời đất ơi, nó ghê hồn luôn, nó lâu nhau luôn. Đã vào đấy quý vị. Đấy, cực kỳ vui.
nhiều yến lắm. Tôi cố gắng quay lâu lâu một tí để cho quý vị thưởng thức. Nó mải chơi thế này ấy, mà tí trời tối đấy thì nó không còn đường đi đâu, nó phải chui vào nhà yến này thôi, không còn cách nào khác. Đấy, thưa quý vị, là như vậy. Đèn xì à, đèn xì trời rồi. Sao quý vị thấy không? Tuyệt vời. Ôi giời. Cái tầng tầng lớp lớp tầng tầng lớp lớp đi sát cái miệng lỗ xong nó bắn vào nhà trong miệng lỗ luôn. Mỗi lúc một đông và sẽ vào dần thưa dần nha quý vị. Ngày nay sáng anh em chúng tôi làm ở huyện Phú Giáo, hôm nay chúng tôi làm thành phố Đồng Xoài. Ngày mai chúng tôi sẽ nghỉ ít ngày sau một chuyến đi miền Tây khoảng một tháng cho anh em nghỉ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình ra Bình Thuận, Phan Giang, Phan Thiết, Đồng Nai. Mỗi lúc một đông, trời càng tối nó lại càng đông. Tôi cố quay để cho chứng kiến cái cảnh chim nó về xong rồi nó còn vào nữa cơ. Trời cũng đã bắt đầu sầm sầm tối rồi. Nhà yến này của chú được khoảng tầm, theo chú nói thì tôi không đếm đâu, tại vì tôi giải cứu nên tôi chẳng quan tâm tổ làm cái gì. Thì chú đếm một khoảng tầm được 100 tổ gì đó. Và nhưng mà trong cái gần 7 năm trời 100 tổ yến thì từ 4 đời kỹ thuật thì đúng thực sự là quả là rất là buồn. Và chú thì đã hẹn hò với tôi từ năm ngoái, nhưng mà do cái tình hình là hợp đồng với kỹ thuật cũ sửa chưa hết hợp đồng nên là đấy, nó vào đó quý vị ơi, nó vào kìa, nó vào thút kìa. À, tôi phải lưu lại nó sát rồi cho quý vị xem, quý vị mới thấy cảm giác. Tôi phải lưu lại sát lại cho quý vị xem, bây giờ nó bắt đầu nó vào, nó thút vào này. Nó tuyệt vời quý vị. Đấy. Bắt đầu tối rồi, tối dần phải vào thôi, không còn cách nào khác. Bắt đầu vào đấy quý vị, vậy chi chỉ cái màn hình lên thấy nó vào đó cực kỳ luôn. Buổi sáng, buổi trưa nay tôi có nói với cô chú rằng trước khi tôi làm, tôi nói với cô chú rằng hôm nay tôi sẽ tạo cho cô chú một cái bất ngờ, tạo nên một cơn lốc mùa dơ cam. Chú hỏi là có thiệt hay không? Tôi vượt cháu là thôi, cháu cứ làm xong thì chú biết. Vâng, thì quả thật là điều tôi nói nó đúng như những gì tôi nói và tôi sẽ làm. Và cô chú đang ngồi ngắm chim, tôi hy vọng là cái chỉ số hài lòng sẽ cao. Mới cũ gì đến chập tối rồi cũng phải vào thôi, không còn cách nào khác. Vâng, nó vào rồi quý vị. Nó vào đấy quý vị. Mới cũ gì cũng vào thôi. Người ta thì chơi chim bằng lòng. Vâng, còn nữa là các cô chú anh chị chơi chim bằng nhà. Nhà chim thì nó chơi tốn kém lắm quý vị. Nhà chim mà chơi tốn kém lắm, khó khác với lồng chim nhé. Quý vị nhìn kỹ thì tôi bắt đúng có 3 cái loa thôi nhé. Tại khu dân cư tôi bắt đúng có 3 cái loa, tôi quay kỹ lại, view kỹ lại cho quý vị xem. Đấy, đúng có 3 cái loa thôi, một bên thôi nhé, tôi không bắt hai bên được quý vị. Vì khu dân cư tôi tôn trọng tất cả mọi người. Tôi tôn trọng hàng thôn hàng xóm của chú. Tôi tôn trọng chính quyền. Đấy, quý vị thấy không? Mỗi lúc mà đông trời ơi, này trời rộng này, ôi trời đất ơi, trời khóc tít ngoài bên kia, như một vòng xoáy luôn.
nó như một vòng xoáy đấy quý vị, bên kia là nhiều lắm. Và mỗi lúc vận động, mỗi lúc vận động, đấy quý vị thấy không? Và nó cứ chập 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 chút vào, chập 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 chút vào. À, 10 phút rồi, 10 phút rồi, chắc phải 20 phút nữa mới hết cái đàn chim này luôn. Tối rồi. Hàng xóm đang rất là nóng ruột, hàng xóm đang mở âm rất to. Đấy, quý vị thấy không? Hàng xóm tì tì quá, tì mở to quá. Đấy, giờ bắt đầu giờ đến giờ nó vào rồi. À, họ chơi nét ép trên này này. Thấy không? Quý vị thấy nó chơi lép ép không? Rúc 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 rồi thấy không? Đấy, quý vị thấy nó vào chưa? Bây giờ là chỉ có đường vào thôi, chỉ có đường vào nhà này thôi chứ không đi đâu. Thế nữa rồi, tối rồi. Trời tối rồi, nên là chim cũ chim mới này phải rúc vào cái nhà này thôi. Tôi đứng ở đây là rất nhiều muỗi nhưng mà tôi gắng đứng im để giữ cái máy quay thật tốt cho quý vị xem sẽ có chất lượng hình cho tốt. Đã, quý vị thấy không? Ui giời. Ui giời đất ơi. Tiếp không? Đấy, bay. Ui giời. Đó. Đấy. Ui giời. Thấy không? Bây giờ là phút thứ 12 rồi thưa quý vị. Tôi đã... À, ngày nay chúng tôi thực sự đã tôi làm rất vất vả, mồ hôi anh em chúng tôi đã đổ ra ngôi nhà yến này, trí tuệ và tất cả tâm huyết vào ngôi nhà yến này. Buổi chiều chúng tôi được nhìn cái cảnh như này, tôi cũng cảm thấy là rất là nhẹ nhàng, cảm thấy rất là vui. Căn nhà này nhà tôi giải cứu cho cô chú thôi. Cô chú thì có cái nhà yến này thì nói thật với quý vị rằng là cũng từ trước thức là cô chú chưa nghỉ hưu, cách đây khoảng 7 năm rồi. Cô chú chưa nghỉ hưu, nghĩ là làm nhà yến để trước tuổi, khi là về hưu thì sẽ có cái nguồn thu nhập. Nhưng mà đến nay chú đã nghỉ hưu rồi, chú nghỉ hưu lâu rồi, nghỉ hưu 5 năm nay rồi. Và cuối cùng yến nó không có. Nên là cảm thấy đối với cô chú là tuổi cũng như tuổi cha, tuổi mẹ tôi thôi. Tôi cảm thấy rất là xót xa khi mà cả một cái cuộc đời làm việc ở nhà nước để xây dựng căn nhà yến to như thế này đây, mà cuối cùng yến không có, sửa tới sửa nôi hoài luôn. Nhưng mà cũng cơ may làm sao chú xem cái chương trình trên TV của sóng, trên sóng VTV2 Đài Truyền Việt Nam, chương trình Bạn Nhà Lông cách năm ngoái ấy, thì từ lúc đó chú cô chú nó đủ cái sự can đảm để chờ tôi làm cho cô chú. Đó cũng nói thật với quý vị là như vậy. Thế còn kỹ thuật này rất là nhiều, kỹ thuật nhiều lắm, gõ lên mạng rất là nhiều, nhưng mà quý vị cũng phải chắt lọc tất cả những thông tin. Còn đối với công ty yến xào Rồng Vàng chúng tôi thì thực sự ra là quý vị tôi cũng không quan trọng gì các vị, quý vị phải nhất thiết tôi phải làm đâu. Quý vị cứ kiếm một cái đơn vị nào cảm thấy uy tín và phù hợp với mình, quý vị cứ thi công thôi. Nhưng mà đối với tôi thì kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng là chủ yếu là cung cấp các kiến thức vận hành nhà yến, kiến thức cơ bản về nhà yến thôi. Đấy, tôi cũng là người trần mắt thịt nhưng mà tôi cũng phải bỏ ra tương đối là rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để tôi nghiên cứu cách đây hơn 5 năm rồi. Để có một kiến thức để tôi đi sửa chữa nhà yến cho quý vị. Và đa phần chúng tôi cũng là giải cứu là chính mà. Chúng tôi là giải cứu nhiều lắm, khắp mọi miền trên 43 trên 62 tỉnh trên khắp đất nước này.
Nếu quý vị mà cảm thấy thực sự là tin tưởng chúng tôi thì quý vị cứ bắt máy điện thoại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận lòng, thực sự ra là rất là thương những cái nhà yến nó đổ tiền tỷ ra mà nó không thu hoạch được cái gì. Chúng tôi cũng rất là cố gắng để miệt mài nghiên cứu và làm việc chăm chỉ để làm sao có được cái hiệu quả là tốt nhất cho cái nhà yến Việt Nam nói chung. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và bây giờ cũng có khả năng chúng tôi phải gác máy lại. Chúng tôi không thể chờ đợi hơn được nữa thì chim giờ bắt đầu vào rồi. Đấy, thì cũng thưa quý vị rằng mà chim nó cũng bắt đầu vào rồi. Nhân viên của tôi đang nói là đi về đi, đói hết chân tay rồi, rụng rời cả chân tay rồi. Và tôi cũng rụng rời chân tay rồi đấy. Nhưng mà cũng cố gắng để quay cho quý vị những cái thức phim thật sự là tốt để quý vị tham khảo. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0987061988 để chúng tôi có cơ hội để phục vụ quý vị và trợ giúp cho quý vị những điều gì của khách hàng trong tầm tay chúng tôi. Bây giờ chắc chắn thì nó sắp vào thôi. Tôi cố quay cho quý vị khoảng 1 phút 2 phút nữa để cho số chim này nó vào hết cho quý vị, để quý vị chứng kiến rằng chim này không phải chim chơi, chim này là chim vào trong nhà. Thì tối là vào trong nhà tôi không còn cách nào khác. Đấy, nó vào đấy quý vị. Nó còn chơi như thế này nữa thì tôi cũng không chịu nổi nữa rồi. Và đây, phút này đã là phút thứ 18 rồi thưa quý vị. Tối quá rồi. Quý vị thấy sao? Nó vào đấy hết đấy. Nó vào nhiều lắm đấy quý vị. Nó vào cả tiếng đồng hồ đấy. Lúc tôi quay là quý vị đã đến chơi được khoảng nửa tiếng rồi đấy. Và đấy, nó tốn 53 nó vào này. Thưa quý vị như vậy. Giờ này thì thực sự với quý vị là chim chỉ có đi đến đây là vào thôi chứ không có đi đâu khác được đấy quý vị nha. Công ty Sao Đồng Vàng làm thực tế không có gì cả. Thực sự chim này là vào trong nhà rồi, không còn cơ hội đi ra ngoài đâu. Thực sự như vậy. Chắc chắn là vào nhà rồi, có sớm muộn thì cũng phải vào thôi. Còn chúng tôi thì đến giờ tôi phải nhổ leo đi nghỉ ngơi. Và ngày mai tiếp tục những hành trình tiếp theo. Công ty Sao Đồng Vàng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi một đoạn video clip này. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể trợ giúp quý vị được một phần nào đó trong ngành yến Việt Nam nói chung. Tất cả các thông tin tôi đưa lên kênh YouTube thì có thể là rất là tham khảo. Và tất cả thông tin chúng tôi đưa lên thì chúng tôi đã kiểm chứng và chúng tôi đã nghiên cứu thực hành rất là lâu năm rồi, nhiều năm rồi, không phải là một hai ngày mà dám nói đưa lên một cái cộng đồng lớn như này đâu. Đấy, thưa quý vị là như vậy. Và chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn quý vị vào video kế tiếp. Và những công trình kế tiếp chúng tôi đi, chúng tôi sẽ review lại cho quý vị nha. Xin hãy chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại.